Tính đến đầu tháng 5 này, Hồ Hòa Bình đang trong cảnh thiếu nước nghiêm trọng khi nước hồ ở mức 87,15m, chỉ cách mực nước chết 7m. Với dung tích nước trong hồ còn lại là 813 triệu mét khối, lượng điện sản xuất chỉ tương đương 150 triệu kWh. Đại diện công ty Thủy điện Hòa Bình cho hay, mực nước trong hồ thấp ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất điện trong những tháng tới. Đến thời điểm cuối tháng 4, sản lượng điện sản xuất của công ty chỉ đạt 1,387 tỷ kWh, bằng 16,8% so với kế hoạch năm và bằng 67,8% so với cùng kỳ những năm trước. Đây cũng là sản lượng điện sản xuất kém nhất trong lịch sử của công ty. Rạng sáng nay, một xe container chở phế liệu đã tông sập 4 căn nhà trên đường DT741 đoạn qua huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Xe container do tài xế khoảng 40 tuổi lái từ hướng thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đồng Xoài. Khi qua thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, xe bất ngờ lao vào lề phải, tông liên hoàn vào nhiều bảng hiệu, trụ điện, tường, mái hiên của nhà dân. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông sập phần trước của 4 căn nhà, trong đó cửa hàng chuyên bán đồ thiết bị điện bị nặng nhất. Rất may không có ai thương vong. Trong khi đó, đầu xe container bị bẹt rúm. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có báo cáo về hiện trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn. Trong đó đáng chú ý về giá là từ tháng 1 đến tháng 3 giảm từ 90.000 đồng 1 kg xuống 73.000 đồng 1 kg lợn hơi tại cửa chuồng. Và từ mùng 1 tháng 4, các doanh nghiệp lớn giảm tiếp xuống 70.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, đến giữa tháng 4, giá lợn thịt có xu hướng tăng lên mức 70 đến 80.000 đồng 1 kg và hiện dao động trên dưới 80.000 đồng 1 kg. Dù có chỉ đạo giảm giá thì lợn hơi vẫn tăng, chủ yếu do cung cầu mất cân đối. Lợn thịt xuất chuồng đến tay người tiêu dùng phải qua 2 cho đến 5 khâu trung gian, giá tăng khoảng 43%. 15 doanh nghiệp chăn nuôi lợn quy mô lớn chỉ chiếm thị phần 35% lợn thịt, chưa đủ sức để kéo giá bình quân xuống 70.000 đồng 1 kg lợn hơi. Thậm chí một số doanh nghiệp lớn này được cho là không xuất hoặc là hạn chế xuất lợn thịt. Giá dầu ở thị trường châu Á đã quay đầu giảm trong phiên giao dịch sáng hôm nay 6 tháng 5 sau 2 ngày liên tiếp tăng. Nguyên nhân là do quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc căng thẳng trở lại đã lấn át tín hiệu lạc quan về nhu cầu tiêu thụ khi các nền kinh tế lớn bắt đầu nới lỏng các hạn chế do dịch Covid-19. Cụ thể, giá dầu thô Brent đã giảm 1,1% xuống 30,63 đô la một thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng giảm 1,9% xuống 24,13 đô la một thùng. Giá dầu thế giới đã lao dốc trong những tuần gần đây do các quốc gia áp dụng biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19, khiến nhu cầu giảm mạnh. Tháng trước, giá dầu Brent đã giảm gần 60% và chạm ngưỡng thấp nhất trong 21 năm. Trong khi giá dầu WTI giao dịch tại thị trường New York của Mỹ ngày 20 tháng 4 cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục 37,63 đô la một thùng. Tuy nhiên, tuần trước và trong 2 ngày vừa qua, giá dầu đã đồng loạt tăng khi các nhà sản xuất thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cùng các đối tác lớn khác còn gọi là OPEC cộng bắt đầu cắt giảm sản lượng ở mức kỷ lục khoảng 10 triệu thùng một ngày. Trong khi đó, các nền kinh tế ở châu Âu và châu Á cũng đang dần nới lỏng các biện pháp hạn chế do dịch Covid-19, khiến cho nhu cầu dầu mỏ tăng trở lại. Và chiều tối qua mùng 5 tháng 5, phiên họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng, trong điều kiện vẫn đảm bảo giãn cách theo quy định phòng chống dịch Covid-19. Nhiều vấn đề nóng trong thời gian qua đã được lãnh đạo Bộ Công an trả lời báo chí, ghi nhận của phóng viên Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tại họp báo, trả lời câu hỏi liên quan tới việc dư luận đặt vấn đề về việc có hay không bảo kê, chống lưng cho vợ chồng Đường Nhuệ tại Thái Bình, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, Bộ này đang chỉ đạo Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương điều tra, làm rõ và sẽ công bố khi có kết quả điều tra. Thì băng nhóm của tội phạm Đường Nhuệ thì thực chất là băng nhóm tội phạm có tổ chức và núp dưới danh nghĩa của doanh nghiệp. Và ở đây là còn che mắt là doanh nhân thành đạt rồi. Có những cái hoạt động từ thiện và có những cái hoạt động thiện nguyện. Thì phương thức, thủ đoạn thì hết sức tinh vi, là lợi dụng là doanh nghiệp ra rất xảo quyệt và có nhiều phương thức thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng nên rất khó khăn trong việc thu thập chứng cứ. Và Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương chúng tôi về cái công tác vận động quần chúng phát hiện và tố giác các hành vi tội phạm. Liên quan đến vụ án CDC Hà Nội, Trung tướng Lương Tam Quang thông tin tại họp báo, vụ án có sự cấu kết gian lận, thông đồng nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm COVID-19 lên gấp 3 lần. Không chỉ tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết có nhiều địa phương trong cả nước cũng tổ chức mua thiết bị y tế liên quan đến hóa chất, khẩu trang y tế để chống dịch COVID-19.
thì Bộ Công an cũng đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ, và Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, chấn chỉnh thẩm định và thanh tra. Các địa phương đã vào cuộc để thanh tra cái việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao hoặc thuốc chữa bệnh mà phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Trong đó thì nhất là các gói thầu và mua sắm hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa, máy thở, khẩu trang y tế, hóa chất vật tư tiêu hao. Sau khi rà soát, thanh tra mà có dấu hiệu của vi phạm pháp luật thì lúc đấy cơ quan công an sẽ tiếp nhận cái này và chúng tôi sẽ xử lý theo đúng kia theo quy định. Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, đây là phiên họp chính phủ thường kỳ đầu tiên sau khi Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn có nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế và ổn định đời sống nhân dân. Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, các thành viên chính phủ thống nhất cho rằng, tình hình đòi hỏi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước cùng đồng hành, chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ quyết liệt phòng chống dịch, đồng thời quyết tâm cao độ để vượt qua khó khăn trên các lĩnh vực do dịch bệnh gây ra, với tinh thần khó khăn gấp đôi thì cố gắng gấp ba, phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian có dịch và thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh sau dịch. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn, nên trong ngày hôm nay 6 tháng 5 ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ. Riêng vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 giờ đến 17 giờ. Độ ẩm trong ngày phổ biến từ 30 đến 50%. Hôm nay chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 9 đến 10, còn ở thành phố Hồ Chí Minh có giá trị từ 8 đến 9, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. 0 giờ hôm nay 6 tháng 5, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội đã chính thức được dỡ bỏ lệnh cách ly sau 28 ngày bị phong tỏa để phòng chống dịch bệnh. Những chuyến xe đầy ắp hoa đã được chuyển đi ngay trong đêm khi cuộc sống của người dân nơi đây đã trở lại bình thường. Đây là việc mà người dân thôn Hạ Lôi chuẩn bị cho thời khắc gỡ bỏ lệnh cách ly. Và đó cũng là công việc của họ khi cuộc sống trở lại bình thường. Với họ, thời khắc này còn vui hơn Tết. Tâm lý của em và gia đình và toàn thể dân Hạ Lôi nói chung là rất là vui mừng, phấn khởi. Mọi người là trông chờ cái giây phút này rất là lâu rồi. Cảm thấy rất là vui. Như là đón giao thừa lần thứ hai ấy, anh ạ. Còn vui hơn cả đón giao thừa luôn. Ngay khi các barrier phong tỏa tại thôn được dỡ bỏ, những chuyến xe chở hoa của thôn ngay lập tức tỏa đi khắp nơi để tiêu thụ. Người dân thôn Hạ Lôi vui mừng khôn xiết khi trở lại với công việc hàng ngày. Hôm nay là cả nhân dân Mê Linh là chiến thắng được dịch Covid. Ngày hôm nay chúng em cả đêm hôm nay em không ngủ một tí nào, chờ đón dịch. Vui lắm ạ. Mày phải đi ăn chơi đã. Nói thật, đi ăn chơi đã một tháng, hơn một tháng nay bị rốt rồi. Khổ lắm rồi, nhưng cảm ơn tất cả mọi người. Theo các cơ quan chức năng, mặc dù đã được gỡ bỏ lệnh cách ly, nhưng nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh trong cộng đồng tại đây vẫn rất cao. Vì vậy, người dân ở Hạ Lôi vẫn phải thực hiện nghiêm các quy định bắt buộc để phòng chống dịch. Riêng chợ hoa của thôn phải sau một tuần nữa mới trở lại hoạt động. Việc này cũng được thực hiện nghiêm với các ca bệnh dương tính khi trở về địa phương. Sau một tuần nữa, thì người dân vẫn phải tiếp tục thực hiện các việc như tôi vừa trao đổi. Ví dụ như giãn cách, đeo khẩu trang ra đường, rồi thì đi làm thì cũng thực hiện các cái không quá đông người, kể cả các cái hoạt động của địa phương cũng phải tạm dừng trong thời gian tiếp một tuần. Chợ hoa này chúng tôi cũng cho rằng là cũng phải sau một tuần, khuyến khích bà con sau đó nếu có bán hàng thì cũng phải có ngồi theo kiểu giãn cách và đeo khẩu trang, cũng như là không được quá đông người ở một nơi, có thể ngồi giãn tất cả các khu vực này. Tới đây thì 13 bệnh nhân này sẽ được trở về địa phương. Thế và theo chỉ đạo của thành phố hiện nay thì tất cả các bệnh nhân dương tính với Covid sau khi khỏi bệnh trở về địa phương vẫn tiếp tục phải theo dõi tiếp tục trong thời gian 30 ngày. Và trong thời gian đó thì theo chỉ đạo của ngành y tế là chúng tôi tiếp tục sẽ phải lấy mẫu xét nghiệm. Thế ngoài ra nữa thì đối với người dân trong cái khu vực thôn Hạ Lôi, đặc biệt là những người thuộc diện F1 sau khi trở về từ khu cách ly thì chúng ta đã kết thúc cách ly tập trung rồi thì chúng ta vẫn tiếp tục phải theo dõi, tự theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà 14 ngày nữa.
sau 28 ngày đóng cửa với bên ngoài để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Từ ngày hôm nay, cuộc sống của người dân Hạ Lôi sẽ trở lại bình thường. Họ sẽ tiếp tục công việc mưu sinh bao năm của mình, và đó cũng sẽ là thời khắc không bao giờ quên đối với những người dân nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, trở lại với đề tài cát tặc ra sức lộng hành trên sông Hồng đã được VTC14 phản ánh trong chương trình Nhật ký cuộc sống tối ngày hôm qua. Ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những câu chuyện xung quanh vấn nạn khai thác cát trái phép trên địa bàn Hà Nội. Ghi nhận thực tế tại hiện trường, không chỉ có người dân nắm được tường tận thông tin về hoạt động của cát tặc, mà chính quyền và cơ quan chức năng địa phương cũng biết rất rõ về các hoạt động khai thác trái phép ở trên địa bàn. Vâng, và tuy nhiên thì câu hỏi đặt ra là vì sao tình trạng khai thác cát trái phép, sai phép vẫn diễn ra công khai? Vì sao số vụ bắt giữ các hành vi vi phạm này lại rất ít so với thực tế? Trên địa bàn huyện thời gian qua thì cũng thường xuyên xảy ra cái việc mà hút cát trái phép, khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Các cái đối tượng khai thác cát này thì thường lợi dụng vào đêm tối hoặc là rạng sáng để khai thác. Để ghi lại được những hình ảnh về hoạt động khai thác cát sỏi trái phép, sai phép, nhóm phóng viên đã phải hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau, thậm chí là ăn rừng, ngủ bụi, thức trắng nhiều đêm. Không ít lần bị các đối tượng cảnh giới hỏi thăm. Em hỏi thật anh ở bên báo hay bên đơn vị nào? Đâu dưới làm gì anh, cái máy chị kia chẳng em nói thật, anh này vừa quay cái máy này, em nói thật có gì anh đưa cái máy chị ngồi sau cầm kìa. Để duy trì các hành vi phạm pháp, hiện nay tại các khu vực bãi nổi có trữ lượng cát lớn, chất lượng tốt, tập trung nhiều tàu thuyền hoạt động. Nhất là tại các địa bàn giáp xanh, còn hình thành và xuất hiện các loại hình như bảo kê, cảnh giới, thậm chí là sẵn sàng đe dọa người dân khi đứng ra tố giác. Một số người dân dám đứng ra đấu tranh chống cát tặc thì lại gặp những tình huống hy hữu như thế này. Đơn chúng tôi đưa cho cả ông chủ tịch huyện. Ông chủ tịch huyện đưa người về, không hỏi là tàu nào hút cát, lại đi giám sát, là đi điều tra là có phải chúng tôi làm đơn không, có phải ký không. Đến nhà tôi đây, đến nhà tôi bảo thẳng là đây là tôi nhờ chị con viết. Lại chị con nhà ai, bảo chị con là ai thì không cần biết. Thì bà Vân này bà có nói là đây là đi điều tra người hút cát không điều tra, đi điều tra chị con viết giấy vô lý thì là thôi là đi. Việc khai thác cát sỏi lòng sông trái phép, sai phép đã gây ra những tác động tiêu cực đến bờ kè, hoa màu, nhà cửa của người dân. Chính quyền và các cơ quan chức năng cũng đã biết về các hoạt động khai thác trái phép và những hệ lụy mà nó gây ra. Nhưng nghịch lý lại là ở chỗ. Có những nó hoạt động thì cũng hoạt động chỗ, là cũng phải có. Thế nên ngay cả cái cát tặc trên sông Hồng rồi. Thế thì đối với tài nguyên cũng không thể quản lý được. Đấy, thực chất ra thì công chí đã nói cắt tặc rồi, là những cái đối tượng là cũng chống đối rồi. Đấy, cho nên là cũng nhiều cuộc thì cũng trao đổi công an, thực chất cứ những phương tiện là có thể cũng chưa đảm bảo để phục vụ cái công tác mà tuần tra hoặc là xử lý các vụ phạm. Ở đây này, khai thác cát trái phép trên sông Hồng đoạn qua Đà Nẵng vẫn là còn rất phức tạp, Nhưng hiện nay việc quản lý khai thác và sử dụng có thể nói là chưa hiệu quả, và cái này rất bất cập. Đấy, mất cán bộ cũng ở đây, xử lý cán bộ cũng ở đây, tranh chấp cũng ở đây. Liên quan tới trách nhiệm để xảy ra các vi phạm khai thác cát sỏi trái phép, sai phép, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ rõ, một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng khai thác cát sỏi trái phép, sai phép diễn ra ngày càng phổ biến và phức tạp là bởi cấp ủy, chính quyền một số địa phương và ngành chức năng chưa làm tròn trách nhiệm, có biểu hiện buông lỏng quản lý, thậm chí là dung túng, bao che. Và trách nhiệm này thuộc về người đứng đầu địa phương cùng các cơ quan chức năng.